À, xin chào à, quý ông bà anh chị em, à, à, con là Linh mục Du Xe Đỗ Tuấn Anh, à, dòng chú Cú Thế. À, con à, qua ốc cũng hơn 11 năm nay à, làm việc cho nhà dòng và mới trở về làm việc ở xứ à, à, Holy Eucharist à, ở St. Albans, Melbourne, Melbourne được 2 à, năm nay. À, hôm nay con muốn chia sẻ đôi cảm nhận của con về về ý nghĩa của ngày lễ thứ năm tuần thánh à, đối với con thứ năm tuần thánh nó là một cái ngày rất là ý nghĩa trong hành trong hành động mà Chúa Giêsu làm cho chúng ta là ngày rửa chân cho các tông đồ. À, Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các tông đồ và Ngài hỏi các ông rằng anh em có hiểu việc Thầy đang làm cho anh em hay không? À, và nếu Thầy là Thầy là Chúa của anh em mà Thầy còn cúi lưng xuống mà rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. À, và thầy đã cho anh em một cái gương một cái bằng chứng một cái ví dụ để anh em cũng hãy làm giống như thầy đã làm cho anh em. Một cái hình ảnh này cho con thấy rằng cuộc đời của mỗi chúng ta là đến để phục vụ người khác như Chúa Giêsu đã nói ta đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Thì các môn đệ của ngài cũng đã theo hình ảnh đó và hôm nay khi chúng ta uh, suy nghĩ lại về cái ý nghĩa của ngày thứ năm tuần thánh có lẽ Chúa mời gọi chúng ta một lần nữa hãy bỏ đi những uh, suy nghĩ hay cảm nhận của mình là một uh, một mình tự hào về những cái mình có vị trí mình có nhưng mình đã quên đi biết bao con người cần mình cúi lưng xuống để mà rửa chân cho họ uh, giúp đỡ họ cầu nguyện cho họ À, thì con nghĩ có lẽ đây là lúc đây là thời gian à, mỗi chúng ta cũng có thể à, cúi xuống để mình à, giúp một người anh em nào đó đang cần sự nâng đỡ à, ủi an lắng nghe chia sẻ à, cầu nguyện trong những lúc khó khăn trong những lúc buồn vui thì đó là chúng ta đang Hành ý nghĩa của Chúa Lời Chúa nói Anh em hãy phục vụ nhau Như Thầy đã phục vụ anh em